cảnh giới bên kia của từ, nhưng người ta không thể phủ nhận kinh nghiệm của hơn 8 triệu lớn người Mỹ và mấy triệu trẻ em, những người sống lại sau cơn chết lâm sàng để kể lại những gì họ thấy được sau khi rời khỏi thân xác của mình. Như tên bài tham luận của mình, tên bài tham luận của tôi, cuối cùng tôi phải tin. Nhưng còn giải thích đó, xin nhiều lời cho các nhà khoa học khác am hiểu hơn tôi về chuyện này, như nhà khoa học đáng kính phục Nguyễn Phúc Giác Hải, người mà tôi có vinh dự được quen biết từ 52 năm về trước. Xin hết. Bây giờ đến việc thứ hai, tôi xin 2 phút. Cái này thì tôi xin 1 phút. Khi tôi vào đây, các bác cũng phát cho tôi một cái tài liệu. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái tài liệu này ban tổ chức nên thông qua những cái tài liệu mà trước khi phát cho mọi người, vì tôi thấy là có những tài liệu để là người thay mặt thượng đế tại trần gian thì tôi thấy không kiêm tốn. Tôi xin miễn đọc tên, nhưng mà tôi xin có ý kiến của ban tổ chức. Cái thứ ba là xin các bác là sáng mai là hội đồng sách quốc gia sẽ trao chúng tôi cái giải thưởng vàng, cái quyển sách là Bí mật phía sau nhục thân của các vị thiền sư mà bạn Anh Từ đã nói. Hôm nay là nhân đại hội thì tôi mang cũng muốn vào thôi. Bác nào muốn mua thì đến bảo tàng lịch sử, tôi thấy ở đây họ có bán, bảo tàng lịch sử tiếng Trung có bán. Thế tôi xin đã trao lại cho công ty TOTHA cái tác phẩm của tôi là với một cái tấm lòng, và rất cảm ơn các anh đã thức tỉnh các nhà khoa học bằng những cái cuộc hội thảo như thế này để tiếp tục nghiên cứu. Xin cảm ơn các vị. Giới thiệu Đại đức tiến sĩ Thích Nhật Từ có bài tham luận. Kính thưa các nhà nghiên cứu khoa học và tất cả các vị khách quý, phần chia sẻ của chúng tôi không liên hệ gì nhiều với cái bài viết đã được phổ biến trong tập tài liệu. Nhân nghe từ hồi 10 giờ đến giờ đó, tôi muốn chia sẻ 3 góc độ có liên hệ đến những điều mà chúng ta cùng quan tâm. Thứ nhất là hiện tượng ma nhập, thứ hai là thân cúng ấm, và thứ ba là cách thức để giúp đỡ cho các hương linh đó được siêu thoát theo qua đời Phật giáo. Từ năm 1992, chúng tôi may mắn và có cơ hội điều trị bệnh ma nhập. Cho đến bây giờ thì cũng đã ngót gần 20 năm. Và phần lớn đó, những người thân dẫn người được xem là bị bệnh ma nhập đến gặp chúng tôi đó, thì chỉ có khoảng 40% là ma nhập thật. Còn 60% đó, thuộc về những cái chứng bệnh tâm thần nặng nhẹ, trầm cảm hoặc là quan tưởng nhân dân. Thì qua kinh nghiệm làm việc nhiều năm như thế thì chúng tôi đúc kết ra đâu là những cái dữ liệu để xác định một người được xem là bị ma nhập, để thông qua đó chứng minh có các hương linh dòng hồn chết chưa được siêu vì những lý do mà lát nữa chúng tôi sẽ chia sẻ. Thứ nhất là khi hiện tượng nhập có mặt đó, sự giành con thể xác diễn ra rất là gay gắt, giống như một cái cuộc lật đổ chính quyền. Ở đây đó là tâm của hương linh đang khống chế chính quyền thân của người bị nhập, và điều kiện để cho việc đó được diễn ra là gì? Đó là cơ thể và suy nhược thần kinh nặng, ngoài những cái tương thức về tần số tâm thức giữa hai bên. Và cái việc giành co đó là chúng ta thấy cái người bị nhập nó trở nên mạnh hơn bình thường gấp 5-10 lần. Chúng tôi đã từng chứng kiến là một cụ già 80 tuổi bị tai biến mạch máu não nằm nhiều năm, nhưng mà khi nhập vào đó không cần ai đỡ, bà có thể ngồi dậy. Và sau cái nhập xong rồi bà trở thành người bệnh bình thường, phải có người nhiều kẻ đỡ không bắt. Và lúc bị nhập đó 3-4 thanh niên lợi kỳ đó cũng không mạnh bằng sức mạnh của bạn. Điều kiện hai là khi nhập vào đó thì hương linh sẽ truyền tải một thông điệp, hoặc là truyền bá một thông tin mà nội dung nó mang tính yêu cầu. Điều đó nó liên hệ đến mối quan hệ giữa người nhập và người nhập. Nếu hương linh nhập vào đó là một người dưng với người bị nhập, thì điều đầu tiên đó, họ sẽ nói đó là tên tuổi, ngày tháng năm sinh, ngày mất, rồi nguyên nhân của cái chết, nếu có ai hại, và truyền tải những cái yêu cầu đó là nhờ sự trợ giúp. Nếu chúng ta không tin đó, cứ đến ngay những địa điểm được mô tả, kiểm tra lại thì đúng xác thực như vậy. Ví dụ như đó là tôi đang nằm ở tại Dĩ Trang, thành phố Hồ Chí Minh, thì đến đó là ở vị trí nào kiểm tra là đúng không đấy. Còn nếu hương linh là người thân thì việc nhập vào sẽ làm cho người đó đấy nói những thông tin rất là riêng tư để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ một giải pháp mà những người thân đang bị vướng phải. Điều thứ ba là sau khi truyền đạt cái thông tin hoặc là thông điệp thì hương linh sẽ có nhu cầu là thoát ra, và việc thoát ra như vậy nó dẫn đến một sự giằng co về thể xác rất là lớn, thậm chí nó còn hơn lúc nó nhập vào. Thứ tư, vừa xuất ra khỏi hương người bị nhập sẽ ngã té xuống trong vòng khoảng một vài giây, mồ hôi ướt đậm cả cơ thể, và sau đó chúng ta thấy cái thần thái sắc mặt của người mới được thoát ra hoàn toàn bình thường, mà trong khi trước đó chỉ có 5-7 giây chúng ta thấy như là người của cõi âm, nửa âm đến người thôi. Và thứ năm, nếu ta hỏi lại những diễn tiến sự kiện được hương linh nhắc đến trong suốt thời gian nhập thì người bị nhập này hoàn toàn không hề biết gì hết. Và thứ sáu là ta có thể kiểm chứng được bằng những sự kiện khoa học khách quan về những thông tin mà hương linh nó là truyền đạt trong suốt thời gian bị nhập. Và 6 điều kiện này theo chúng tôi nó trở thành là những dữ liệu rất quan trọng để xác định đâu là hiện tượng nhập thật và đâu là hiện tượng bị quan tưởng, ảo tưởng hoặc là mê tín dị đoan, đi đến những thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, và người ta không đủ trình độ chuyên môn hoặc là muốn đề cao danh tính của mình lên, cho nên đã nói những thứ mà làm cho người đó có cảm giác là mình đang bị bệnh tàn, ma theo, quỷ ám, ảnh hưởng tiêu cực đến cả cuộc đời về phương diện tâm lý, nhận thức và hành động cũng như là nghề nghiệp của đương sự. Cho nên khi đưa thông tin này ra thì chúng tôi chỉ muốn chia sẻ một điều là chúng ta hết sức cẩn trọng. Mặc dù hiện tượng tâm linh là có thật, nhưng mà việc lý giải sai và thiếu dữ liệu khách quan có thể dẫn đến những tình trạng tác hại rất là nguy hiểm. Đó là cái phần là thứ nhất. Thông qua việc mà điều trị bệnh ma nhập đó, thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà đối thoại với hương linh đó là một trong những phương pháp rất tốt để giúp cho hương linh được siêu thoát. Thì thông thường chúng ta dựa vào tinh thần Phật dạy, đó là khai thác bằng sự hỏi vấn để cho hương linh nói ra cái độ quan ức của mình, và sau khi họ thỏa mãn được cái quan ức đó và mình hướng dẫn họ, giúp đỡ họ bằng một cam kết nhất định nào, thì việc hướng dẫn để cho họ nhận thức rằng là thi thể này không phải là tôi, nhà cửa, gia tài, sự nghiệp, rồi người thân không phải là sở hữu của tôi, cho nên tôi không nên kẹt vào thi thể này và tất cả các vật sở hữu. Việc hướng dẫn đó cần phải được thực hiện một cách rất là ăn khớp với những gì mà hương linh trình bày với chúng ta. Sau phần hướng dẫn khoảng chừng nửa tiếng ấy, thì hương linh sẽ có thể lắng nghe và rời khỏi thân thể, và không có hiện tượng tái nhập lần thứ hai, và cũng không hề có tình trạng là tái nhập cho các những trường hợp của những người có cùng tần số tâm thức. Điều thứ hai đó là thân trung ấm, là một khái niệm Phật học mô tả về cái cảnh giới trung gian giữa sống và chết. Ngay sau khi tắt hơi thở đó, một số trường hợp được gọi là chết lâm sàng, rồi bên Phật học chưa thừa nhận nó là cái chết thật sự. Từ đó mà nó có những hiện tượng là sau khi chết 3 tiếng, 3 ngày, thậm chí là cả tháng trời, việc tái lại cõi sống sau một thời gian, vài tháng, vài năm, thậm chí là 10 năm, 20 năm là chuyện rất là thường tình. Chúng ta đã nghe các phương tiện báo đài cho biết là trong thời gian qua, riêng tại Củ Chi đó thì mấy tháng trước cũng có hiện tượng này, nhưng mà rất tiếc là đương sự đó chỉ sống thêm được 1 tháng nữa rồi sau đó là chết. Vì vậy là vấn đề ta đặt ra là có 2 quan điểm về bản chất của cảnh giới sau cái chết thật sự của một con người. Quan điểm 1 cho rằng đó là có một cảnh giới cõi âm tồn tại vĩnh hằng, mà Nho gia thường dùng cái từ là sanh tuyến tử quy, sống gửi tháp về. Và quan điểm này nó có một cái sự đồng cảm rất là lớn với truyền thống của Ai Cập qua các cái kim tự tháp nguy nga tráng lệ mà các vị pharaoh, tức là vua chúa, nghĩ rằng đó là phải làm những cái phương tiện như thế để ngay sau cái chết họ lại tiếp tục hưởng thụ cái cảnh giới phước báo mà họ đã có ở trên nhân gian. Cho nên thường là hoàng hậu rồi các mỹ nữ được sủng ái, được chôn sống theo nhà vua với ngọc ngà châu báu nhân dân. Thì quan điểm đó cho rằng là cái thân thể này là tạm thời, còn tâm thức sau khi chết đó, thì trở thành là một hư hồn hoặc là ma quỷ tồn tại cách vĩnh hằng, cho nên phải ốp xác để cho cơ thể đó với cái tâm thức đó được tiếp tục hưởng những gì mà mình đã có trên nhân gian. Quan điểm thứ hai thì cho rằng là chết là hết, nên là không tin có sự tiếp nối ở kiếp sau, vì ý thức được quan niệm như là một phần tinh vi của vật chất, một cái dạng đặc biệt của vật chất. Cho nên khi thân thể được cấu tạo bởi các nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất hoạt động được tan rã thì nó sẽ trở về với các bụi thôi. Và do vậy cái dạng vi tế nhất của bộ não là ý thức cũng theo đó mà biến mất. Thì 2 quan điểm này bên Phật học cho rằng đó là 2 quan điểm thái cực đối lập nhau, và cái nhìn của Phật giáo đưa ra là phần lớn sau khi tắt hơi thở và cái chất thực thụ được ghi nhận là có thật đấy, thì mỗi người sẽ tái sinh theo nghiệp, và mở một câu đơn đó là nghiệp cảm tương thích, tức là nên mà hương linh đó sẽ có mặt với tư cách là con trai con gái của gia đình thì phải có một cái mẫu số chung với cha mẹ để mang cùng một cái duyên di truyền về cộng đồng, rồi màu da, rồi là vóc dáng, cũng như là những cái bối cảnh phước báo để đạt được giáo dục hay là thiếu những cái điều kiện đó ngay từ nhỏ. Thì cái việc mà xác định có nghiệp cảm tương tính, tức là cùng mẫu số nghiệp á, dẫn đến một cái quan điểm khác mà đạo Phật Đại Thừa lý giải rằng là không nhất thiết là sau cái tắt hơi thở một vài giây sau là hương linh sẽ đi, và việc đi đó nó lệ thuộc vào cái nghiệp cảm tương thích. Cho nên từ đó đạo Phật Đại Thừa mới lý giải tại sao có hiện tượng phá thai và sảy thai. Phá thai đó là tình trạng kết thúc sự sống đối với cái mầm sống nằm trong bào thai của người mẹ, mà hoặc là người mẹ hoặc là người cha hoặc cả hai đang chưa trong tình trạng sẵn sàng làm cha mẹ, hoặc là không muốn thừa nhận cái sự hiện hữu của sự sống đó, cho nên đã quyết định phá và bỏ. Còn tình huống sảy thai đó là cha mẹ có nguyện vọng và nỗ lực bằng mọi cách để đạt được, nhưng vì những lý do y khoa, những lý do sức khỏe, những lý do về đời sống qua lại, những cái tai nạn vân vân ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp làm cho thai đó không thể nào thành tựu được, và cuối cùng để giữ mạng sống người mẹ, gia đình đó phải quyết định là kết liễu sự sống của bào thai. Thì trong tình huống này đạo Phật lý giải rằng là do vì hương linh vừa ra đi chưa tìm được một nghiệp cảm tương thích ở trong một cái gia đình nào đó, cho nên đó, nó lại tự động theo một cái quy trình tự nhiên của nhân quả, thì hương linh đó hoặc là bị